thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Amos chương 8, kỹ thuật về khải tượng thứ tư mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông. Khải tượng này như một lời cảnh báo về sự đoán phạt đã gần kề. Israel không thể thoát khỏi án phạt này bởi sự cứng lòng và vùi mình trong tội lỗi. Mở đầu chương 8, Đức Chúa Trời cho tiên tri Amos nhìn thấy một giỏ trái cây mùa hạ. Giỏ trái cây chín này ý nói về dân Israel đã đủ chín mùi để bị đoán phạt. Cũng giống như trái cây đã chín, có thể ăn được. Đối với người nông dân, đây là thời điểm kết thúc mùa gặt và sẽ là sự cuối cùng đối với Israel khi mùa đoán phạt đến. Đó là lý do sau khi bày tỏ cho tiên tri Amos nhìn thấy giỏ trái cây mùa hạ, thì Đức Chúa Trời đã phán với tiên tri Amos rằng sự cuối cùng đã đến trên Israel dân ta. Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nó nữa đâu. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ trở thành tiếng khóc than. Xác chết vương vãi khắp nơi và người ta lặng lẽ ném chúng đi. Lời báo trước về sự cuối cùng dành cho dân Israel thật quá kinh khiếp. Không ai có thể tưởng tượng được một Israel thịnh vượng lại có thể sa vào cảnh điêu tàn như thế. Tiếng khóc sẽ thế cho tiếng hát, sự tang thương thay thế cho những cuộc vui xa xỉ. Đó sẽ là mùa thu hoạch cay đắng cho dân Israel vì họ đang gặt những gì mà họ đã gieo. Trong câu 4 đến câu 6, tiên tri Amos liệt kê ra những tội lỗi mà Israel đã phạm. Họ áp bức, cướp đoạt đi những của cải ít ỏi của người nghèo. Trong khi buôn bán, người bán dùng cân non để lừa gạt khách hàng. Chúng ta thấy, trong mối liên hệ giữa người với người, dân Israel đã không dùng tình yêu thương để đối đãi với nhau. Trái lại, họ cậy quyền thế để trấn áp kẻ yếm thế, dùng sự lương lẹo để lừa gạt lẫn nhau. Không dừng lại ở đó, dân Israel còn bán bổ ngày Sa-bát và những ngày lễ trọng thể. Họ cho rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời làm gián đoạn việc buôn bán, cho nên họ chỉ trông cho những ngày đó qua nhanh để họ còn kinh doanh buôn bán trở lại. Sự thịnh vượng đã làm cho dân Israel trở nên mù quáng về thuộc linh, không còn nhận biết Chúa là ai và dẫn đến một đời sống bất kính với Ngài. Chính bởi sự gãy đổ trong mối liên hệ với Chúa đã làm cho dân Israel cũng gãy đổ trong mối liên hệ giữa người với người. Vì tội lỗi đã đạt đến đỉnh điểm, nên một lần nữa trong chương 8, tiên tri Amos lại nói về những điều mà Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ. Từ câu 7 đến câu 14, tiên tri Amos dùng 4 hình ảnh để mô tả sự kinh khiếp của việc đoán phạt sắp xảy ra. Thứ nhất là động đất. Đất sẽ rung động như nước sông Ninh dậy sóng vì cớ tội lỗi của dân sự. Thứ hai là sự tối tăm bao phủ. Thứ ba là sự tan tóc bao trùm cả xứ. Tất cả những yến tiệc linh đình vui vẻ sẽ thay thế bằng tiếng than khóc và rên xiết. Thay vì họ ăn mặc sang trọng và đến dự tiệc, họ sẽ phải mặc bao gai và dự tang lễ. Thứ tư là sự đói kém. Họ không chỉ thiếu thốn lương thực, nhưng còn thiếu thốn về thuộc linh. Những thần tượng trước kia mà dân sự thờ lạy không thể giải cứu họ, cũng không thể khỏa lấp những thiếu thốn về thuộc linh. Đó sẽ là lúc họ chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm lời Chúa. Thế nhưng họ không tìm được. Chương 8 kết thúc trong quang cảnh điêu tàn và vô vọng. Đây là hậu quả của một dân tộc quay lưng lại với Chúa. Câu hỏi suy ngẫm. Bạn nghĩ gì về sự trừng phạt của Chúa trên dân Israel? Có sự cứng lòng nào Chúa muốn bạn thay đổi không?
Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng đoán phạt kẻ sống và kẻ chết. Xin cho chúng con biết rằng mỗi chúng con đều phải ứng hầu trước Chúa trong ngày cuối cùng về đời sống của mình. Xin lời Chúa tra xét tâm tư, ý tưởng và hành động của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con có sự nhạy cảm trước sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Xin ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn tội lỗi mình. Xin giúp chúng con luôn sống trong tinh thần tỉnh thức, chờ đợi ngày Chúa trở lại. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.